chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel của Chơi Hay và mình là admin Kha đây. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một chiếc điện thoại chính hãng trong phân khúc giá khoảng 4 triệu đồng, thấp hơn khoảng 4 triệu đồng. Nhưng mà đây sẽ là chiếc điện thoại đáng mua nhất. Và chiếc điện thoại này không phải đến từ Xiaomi mà đến từ Realme. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết của video này các bạn nhé. Thì chắc chắn là các bạn cũng đã có thể đoán được rồi, đây chính là cái chiếc Realme 3 Pro hiện tại đang sử dụng của chiếc Snapdragon 710. Và đây là một trong những chiếc điện thoại mà có mức cấu hình cao nhất thuộc phân khúc chính hãng dưới 4 triệu đồng. Thì khi mà so với lại chiếc Redmi Note 8 thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có một cái thiết kế có vẻ như là không được đẹp bằng. Cùng với đó thì chiếc máy này nó chỉ có chúng ta là khoảng 2 camera thôi. Đây là một cái điều mà mình thấy rằng là nó thiếu đi cái sự đa dụng. Nhưng mà căn bản ở đây, nếu như các bạn cần một chiếc máy chính hãng cũng như rằng là một cái mức cấu hình tốt nhất trong phân khúc giá này thì cái chiếc Realme 3 Pro nó là một cái lựa chọn được ưu tiên lên hàng đầu. Tại vì là nó sử dụng chiếc Snapdragon 710. So với lại chiếc Snapdragon 665 gần như không có nhiều cải thiện máy so với lại cái con chiếc Snapdragon 660. Thì đối với lại trên cái con chiếc Snapdragon 710 này, nó cho ra một cái mức hiệu năng gần như là gấp đôi so với chiếc Snapdragon 665. Các bạn có thể biết rồi đó, điểm GPU của chiếc máy này thì nó gần là khoảng hơn 50.000 điểm so với lại khoảng 30.000 điểm của chiếc Snapdragon 665. Đây là một điều mà khi các bạn vào trải nghiệm thực tế các bạn hoàn toàn có thể nhận thấy được. Snapdragon 660 thật sự rằng là đối với cá nhân bản thân mình thấy nó đã quá lỗi thời rồi. Thật sự là khi mà vào chơi những cái tựa game ví dụ như là PUBG Mobile mà chỉ dừng lại ở mức FPS là 30, nó khiến cho chúng ta rất là khó chịu. Và thậm chí rằng là cái mức giá chính hãng của chiếc Redmi Note 8 ấy, nó còn hơn 4 triệu một tí cơ. Nên thành ra thì cái chiếc Realme 3 Pro này, đối với những bạn nào thật sự cần về cái mức cấu hình trong khung giá này thì cái chiếc máy này thật sự là không thể nào bỏ qua được. Và cái kích thước màn hình của chiếc máy này thì nó chỉ dừng lại chúng ta là khoảng 6.3 inch thôi. Đây là một cái kích thước màn hình mà so với cái độ phân giải Full HD nó cho ra một cái mức chi tiết rất tốt. Đó, cá nhân bản thân mình đánh giá là như thế. Các bạn không thể nào thấy được điểm rỗ trên cái màn hình của chiếc máy này đâu. Nó sử dụng cho ra một cái tấm nền IPS. Nhưng mà cái tấm nền IPS này nó cho ra một cái chất lượng màu sắc rất là vừa phải và được cân bằng rất tốt so với lại trên cái chiếc Realme Q mà mình so sánh là hàng sách tay luôn các bạn à. Thị trường chính hãng thì cái chiếc máy đó nó sẽ tên là Realme 5 Pro. Thì cái màn hình của nó hơi rực một tí, nó thiếu đi cái sự chân thực. Nhưng mà đối với lại chiếc máy này thì chúng ta đã có một cái màn hình nó gọi là màu sắc nó cân bằng hơn, nó dịu mắt hơn. Khi mà chúng ta trải nghiệm hàng ngày thì chúng ta sẽ thấy rằng là thoải mái hơn so với lại những cái màn hình mà nó thiên về cái màu sắc nó rực rỡ như thế. Cái chiếc máy này nó còn sẽ có chúng ta là một cái option bộ nhớ rất lớn. Trong mức giá này thì các bạn không thể nào tìm kiếm một chiếc máy mà có 6GB và bộ nhớ trong 128GB với mức giá khoảng 4 triệu đồng đâu. Đây là thật sự là một điều rất hời trong phân khúc giá này. Mình cũng không hiểu tại sao rằng là khi mà Realme họ ra mắt cái chiếc Realme 5i ấy đó, thì mức giá của nó ở thời điểm hiện tại là khoảng 3,5 triệu, 3,6 triệu gì đó. Nhưng mà màn hình của nó thì mặc dù được cải thiện về kích thước là khoảng 6.5 inch nhưng cái độ phân giải của nó chỉ dừng lại là HD cộng thôi. Đây là một điều mình không thể nào chấp nhận được. Trong khi cái cấu hình của nó thì chỉ dừng lại Snapdragon 665 inch. Đó. Về phần pin thì nó được cải thiện hơn 1.000. Nhưng mà mình thấy rằng là những cái điểm cải thiện nó so với lại trên cái chiếc Realme 3 Pro này thì rõ ràng hoàn toàn là không thể nào mà cạnh tranh được. Đó, các bạn thiên về cấu hình, các bạn thiên về một cái trải nghiệm gì đó. Và những cái trải nghiệm khác nó gọi là nó cân bằng. Nổi bật nhất vẫn là cấu hình thì rõ ràng cái chiếc máy này nó vẫn rất là phù hợp cho chúng ta. Và gần như các bạn cũng không thể nào mà tìm ra một chiếc máy nào nó phù hợp hơn nữa đâu. Về phần pin thì chiếc máy này nó vẫn sẽ có chúng ta là một dung lượng pin tiêu chuẩn của cái phân khúc giá này khi mà nó sở hữu dung lượng pin lên đến là khoảng 4.000 mAh. Đây là một khoảng dung lượng pin mà các bạn có thể sử dụng thoải mái trong vòng khoảng một ngày dài rồi. Chiếc Snapdragon 710 nó cũng là một dòng chip mà theo như cá nhân mình đánh giá nó không quá nóng, nó rất là mát mẻ luôn ý. Cùng với đó là cái hiệu năng tiêu thụ của nó cũng rất là vừa phải. Nên thành ra thì với dung lượng pin khoảng 4.000 mAh như thế này, các bạn sẽ không cần phải đắn đo gì cả. Công suất sạc của nó thì cũng sẽ lên đến là 18W. Các bạn có thể là mua cái cục sạc WeChat 3.0 mỗi khi mà lỡ vô tình làm mất phụ kiện hay còn phụ kiện hỏng, rất là thoải mái luôn. Với chip Snapdragon thì phụ kiện của nó là tràn lan trên thị trường, các bạn muốn mua giá nào cũng có cả, tùy vào chất lượng thôi. Rồi, còn các bạn nghĩ sao về chiếc máy này thì xin hãy để lại kiếm một chiếc phần lượng video nhé. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.